Xin chào, chúc mừng các bạn đã hoàn thành được 6 ngày của hành trình trở thành thủ lĩnh đội nhóm Kim Cương. Cách để trở thành người thủ lĩnh của đội nhóm kinh doanh hàng nghìn người. Và hôm nay là ngày số 7, là ngày mà bạn sẽ chính thức được tốt nghiệp cái chương trình đào tạo đặc biệt này. Trong 6 ngày vừa qua thì thầy Dự đã kèm cặp, đã hướng dẫn các bạn từ cách viết bài như thế nào, từ cách làm video như thế nào, từ cách viết quy trình cho đội nhóm như nào, từ cách viết checklist cho đội nhóm như nào, từ cách tuyển thành viên như nào. Mọi thứ đã quá là rõ ràng rồi đúng không nhỉ? Nếu ai đó chưa từng học cái chương trình này mà may mắn xem được cái video này mà muốn được nhận cả cái bộ video vừa rồi thì comment xuống là em muốn nhận bộ video và để lại số điện thoại. Có thể sẽ có những cái ưu đãi dành cho các bạn. Bởi vì đây là chương trình chuyên sâu nhá, đặc biệt vô cùng. Còn nếu bạn nào là những thành viên đã là thành viên thủ lĩnh đội nhóm Kim Cương thực hành trong 6 ngày vừa qua thì hôm nay việc của bạn chỉ cần làm một điều vô cùng đơn giản thôi. Bạn sẽ được cấp chứng nhận để tốt nghiệp cái chương trình kèm cặp đặc biệt này. Ok, và bạn hãy nghĩ lại xem từ khi bạn học chương trình thủ lĩnh đội nhóm Kim Cương, chúng ta học trong vòng 8 buổi tối, ok. Sau đó các bạn lại có 7 ngày để thực hành. Thì hãy xem sự phát triển của bạn, phát triển về tư duy của bạn như nào, sự phát triển về kiến thức của bạn như nào, sự phát triển về kỹ năng của bạn như nào, sự phát triển về cái phong cách sống của mình, cái thói quen của mình có sự gì thay đổi như thế nào, hoặc thậm chí sự thay đổi về mặt tài chính của mình như nào, sự thay đổi về số lượng thành viên trong đội nhóm của mình như thế nào. Bất kỳ một sự thay đổi nào đó, bạn đều có thể được ghi nhận thông qua cái câu chuyện thành công của mình. Hãy kể cái câu chuyện về sự thành công, về sự phát triển của bạn sau khi tham dự cái chương trình thủ lĩnh đội nhóm Kim Cương. Thầy Dự và thầy Thuận sẽ là người đọc nó. Và nếu câu chuyện của bạn nào thực sự tạo ra nguồn cảm hứng cho thầy Dự và thầy Thuận, thậm chí hai thầy còn có thể là làm video để kể lại câu chuyện của bạn cho cả cộng đồng được xem cơ. Nhưng mà ít nhất là bạn cũng sẽ nhận được một cái chứng nhận để tốt nghiệp cho chương trình đào tạo đặc biệt này. Hãy viết luôn ở trên Facebook, sau đó copy cả cái bài ở trên Facebook đó vào cái phần bình luận của cái video này, để kể cho mọi người nghe xem cái thành quả của bạn đã đạt được trong cái hành trình thủ lĩnh đội nhóm Kim Cương như thế nào. Rất là dễ dàng, rất là đơn giản đúng không nhỉ? Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bạn nào chưa được tham dự chương trình thủ lĩnh đội nhóm Kim Cương thì hãy đọc comment của các chị ở dưới, hãy kết bạn với họ, hãy sang Facebook của họ nữa để có thể được giao lưu với họ. Và nếu muốn làm học trò của thầy Dự, vô cùng đơn giản thôi, comment là em muốn được thầy kèm cặp, để lại số điện thoại thì trợ lý của thầy Dự sẽ liên hệ với các bạn. Em muốn được thầy kèm cặp, bye bye và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn thủ lĩnh đội nhóm Kim Cương thực hành tốt những gì đã được học, không chỉ một tuần, một tháng, mà hãy ứng dụng kiến thức đó trong trọn đời để mình có thể tăng trưởng cả về khả năng, tăng trưởng cả về tài chính của mình nha. Bye bye và hẹn gặp lại. Take a body's high.